Chúng ta chờ đợi trận đấu tiếp theo nào. Ở bên họ đang 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 hội ý xong thôi. Quân nào, AC Ian. Rồi, bên mình nhìn thấy AC hit full khá tuyển. Rồi như vậy là bên mình là full hit Kata AC, bên kia là Zomia Baby Bang. Bên họ là không. Bên họ thì có 2-3 chấm tuyển này. Bên mình cũng có 2 quân tuyển. Full đánh áo tuyển. Ông bắt quả đầu mắc bình cho game thủ Teo quả 7. Rồi như vậy bên mình trận này đánh giá quân bên mình là dễ đánh, nói chung là cũng dễ đánh thôi. Ở thế bài thì và AC ra đầu cánh rồi. Bên mình chỉ có một cung tuyển hit full dùng cánh. Bên kia họ 2 chấm tuyển. Đều đánh, nếu mà thế trận này đánh lên 4 thì bên họ sẽ là có vâng có Thornton IA này, một rồi mà đánh đổi bên mình cũng có Thornton của IT. Nhưng bên mình không đáp đôi tuyển. Chào tất cả anh em clan 91 nhá. Không biết clan nào đây. Khá là mới. Mình đã qua cái máy mình máy game thủ nào. Game thủ quýt này, quýt đôi voi. À, mới thấy đôi thôi, chưa thấy con thêm là con thế nào cả. Quang xi măng đi, cũng đôi voi này. Vâng, bãi quả đầu là siêu xấu, rất may là tìm tới bãi quả này chứ không thì thôi. Chắc bài này tím. Quang mày nhi. Rất nhiều voi. 3 voi. 1 hiêu đầu, 4 voi chứ phải chính xác là 4 voi, 2 hiêu. Không biết có quả phụ không. Bên mình thế sắp xếp là min bình khi mà 2 cung tuyển ra đầu cánh. Bên bài này của anh Bách có quả phụ không nhỉ? Hay là không có quả phụ thì sẽ ăn heal thôi. Quyết định bao dần là khả năng 25 dần và kích đời. Bài kích quý 9. Thật nào, thật này cần mình tí dần dần này. Xem cặp quyết đi. Trận cầm quyết sẽ dâng L. Không biết có một trận mà không như vậy. Dâng L này khả năng không tham được, không tham tham không to những trận trận tiếp game thủ Hoàng Mai Nhi cầm Gatha tại nhà đâu. Tiêu nào, cũng đã đủ đồ rồi. Bảo về bài ban 7%. Bình thường vâng, màu 1 đi dâng L. Màu 1 là chip boy chó điên, Soman. Và quên anh em clan 91 đã like chia sẻ nhỉ.
Bảo một là người đi jungler chắc chắn đầu cánh. Biết là đầu cánh sẽ là ai đây? Bên họ cũng chỉ có một con Babylon khả năng chủ lực thôi. Không biết là IA của Bùi Phương Nam đánh cung Nga không? Sẽ là không, em nghĩ là không. Khi mà đúng đấy không phải một chủ lực cứng nên họ sẽ không để cho Bùi Phương Nam đánh cung Nga đâu. Mở nào. Bản kích cuối 10 cho Capquid. Rồi, rất cảm ơn Phạm Toán nhá. Và có hình có gì của Sút Tử đuổi kìa. Hoàng Mai đi xem nào. Tham La là 26. Chưa bị chọc. Bản kích siêu sớm của Hoàng Mai Nhi. Bài ép tròn đồ rồi, lên đời phải đóng ruộng ra bánh xe. Xi măng nào. Dâng L. Đúng thì đường bảo sơn đây rồi. Trở về với Quýt đi, màu một đang rất nhiều dân đang sách giỏ đi ăn hoàng quả thì phải. Và đưa cho này có bãi quả này. Rồi làm tạm con dân của màu 1. Khả năng màu 1 họ đi ăn hoang chỗ nào đây này, khu vực này chắc chắn có bãi quả, thấy dân đang sách giỏ. Ở đây rồi, vâng, hai dân gặp nhau như chưa từng quen. Màu 3 đầu cánh. Màu 3 98 đầu cánh. Đầu cánh tiêu. Babylon. Vâng, màu 1 tên này đi ăn hoang, vâng, sách rất nhiều dân đi. Tiêu nào khỏe không? Vâng, có hốc cho tiêu. Tham Lam đang 27 trên 48 nhưng mà không mất gì. Tham Lam đang khỏe nguyên luôn. Hoàng Mai Nhi đang bị game thủ màu 2 đang bị màu 2 đi vào. Rồi cung L đã ra rồi, thế này thích con giò. Báo về Quýt, báo về 1 trên 4 dần. Quýt nào, tham lai đang 30. Đang rất nhiều gỗ nhá. Thích bánh xe nào. Còn tên này từ từ, tên này chờ tếu đến thì vào một thể. Khi lạc đà mình chưa giáp mà bắt đầu đập ngay mà. Chờ tếu đến, tếu đâu. Đây là tếu đang đẩy quân đến rồi. Máu ba nó trồi lên trên trước mặt của tếu kìa, đấy. Đây rồi, dân máu ba. Ở tên này màu 3 khả năng về với bản này. Tếu bổ sung tên nữa lắm nhờ. Cái nhà mình đang rất là khung. Bãi gỗ đã chạy. Chưa thôi, chưa được cung rồi. Tếu chỉ 4 con cung thôi. Ở đây rất là khỏe nhờ. Nhà mình khung rồi mà. Đi ra thôi. Quýt cần phải giữ đặc đà lại tí đặc đà cũng kêu. Tếu. Xi măng đi, tham lai chỉ là 16 thôi. Báo về ăn được màu 4 này, game thủ Mạnh Hào. Hy vọng Mạnh Hào không lý tên này. Rồi làm hai cháu rồi, anh để ý rồi. Chắc bài bàn cũng bình thường thôi. Rồi vẩy e rất hay. Tếu nào. Rồi một pha thảm sát dân đến từ game thủ tếu. Màu 3 chết 6 năm dân ăn gỗ. Xi măng báo về bên kia, Phan chết sạch dân rồi. Đấy chỗ ke kìa. Chỗ ke chỗ nhà A, Tếu ơi. Chỗ ke chỗ nhà A kìa. Chốt lại. Rồi tên này thủ tươi luôn, màu chém vào đây không có giảm cái bên đây gì cả. Cái cung lờ mình đứng trong. Đấy ông vào đi. Màu 3 đang ý định open đây này. Màu 3 đang định lấy hốc của Tếu này. Rồi khi Quýt quân nhà màu 1 đã rất đông chém vào đây. Kích chặt có ai, ra 4 rồi. Tiếp tục thăng BA. Màu 3 họ đang cái định gì đây phải. Vâng, cảm ơn anh Hùng Lê nhá. Đã gửi Quýt 100 sao. Cảm ơn anh rất nhiều. Màu 4 họ cũng đang ốp đây vâng. Bên họ đang có ý định là ốp
nhà lấy nhà Long Quyết này, à nhà của Tếu này. Tới đây có gọi đồng đội về cứu nhờ. Chỉ cần bắt vào cung bên ngoài thôi, toàn bộ chém thì Quyết ở Tếu sẽ giải quyết được. Kiểu đang về kìa, sửa nào. Cố gắng sửa đấy nào. À, tới đây không sửa được. Và giờ này họ đang ôm với nhà Tếu, giờ này không được bay, không được ở nhà đâu. Én rồi, én rồi, én rồi. Có dân bãi ruộng nữa nhá. Có dân khoanh ruộng ở dưới nữa. Đấy, 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 đấy. Én rồi. Hàm là mới đang giữ được 35. Thế chắc bây giờ không có nhà, có nhà cả. Xi măng nào. Hàm là chỉ là 16 thôi. Và Mai Nhi. Vâng, Hoàng Nhi đang có cái hốc này. Cố gắng lên. Quýt nào. Vâng, chém bay nhà ba rồi. Tham lại chỉ là 26 thôi. Bởi thế trận là bên mình là cũng không có nhà, có nhà. Bên họ cũng thế. Rồi chào Dương Dương nhá. Mình tất cả đều tham 2 bách thôi. Thế như họ cũng như thế, và màu 3 nó cũng khác nhiều đồng, là đồng cùng. Báo về tham mình đang đi này. Tếu đi, tham lá mới đang giữ là 27. À, ôm nhà chung mình không biết nhiều dân, mình chỉ mất quân thôi. Đang quay lại về hốc, ban kìa, ban kìa, gặp ban kìa, gặp ban kìa Tếu. Cái việc mình hồi lại sẽ rất dễ thôi khi mà nóng ruột mình không mất. Chỗ này vẫn đang ở, còn gần 3 cái kỹ thuật này. Phải lại bắn khu vực ăn hoàng của game thủ màu 4, Mạnh Hào. Mạnh Hào đang đứng thủ cái bãi ăn hoàng của mình. Bảo vệ kia vào 1, fit rồi. Trở lại với Hoàng Mai Nhi xem nào. Timeline của anh. Còn timeline bên mình đang, bên mình đang timeline đều đều cả. Mà phù kìa màu 2, màu 5. Làm mấy con chém nào. Giờ bị phát hiện cái hốc này rồi. Timeline của game thủ vào như là 47. Nâng cấp giáp nào. Cố gắng lên cái giáp 4 khi đồng chém, rất là đồng chém. Tầm này Hoàng Mai Nhi đang tốt nhất bản đồ thôi. Anh mang giáp con phù giáp xa ra tí rồi không? Chỉ con phù tí rồi anh bách xóa ruộng. Quyết báo về bên kia màu 1 gần như là fit dần rồi. Màu 3 đang ý định hồi tại nhà chính này. Rồi, tên này vào. Màu 3 lại tiếp tục bay ruộng tập nữa. Đang cần trăm gỗ. Ai gỗ cho màu 7, thế là gỗ nhỉ? Tầm này khả năng họ sẽ ôm vào lên Hoàng Mai Nhi rồi, khi mà phát hiện ra Hoàng Mai Nhi hốc rồi. Cầm một ít vàng nữa lên giáp 4. À, họ đang đến nhà màu 2, màu 5 rồi, xi măng rồi. Và rất đông lựa chém nhờ, cơ khi cả màu 3 cũng lên đây luôn. À, tuần này họ đi ôm thì họ lại mất nhà. Mà bên mình họ đã muốn lấy vây hốc này. Vâng, chém màu hàng rồi. Siêu siêu đông tuần này. Em nghĩ khi anh bách én dần trước đi. Tình trạng nó vẩy e mình mất tham. Bắt tần chém này nào. Rồi. Và bây giờ đứng quân để đón đầu. Để cho rừng dừa anh nhá, để cho rừng dừa anh bách nhá. Rồi tần này cố gắng bắt tách chắn bắt tần chém này của màu hai trước. Lên dốc hoặc tứa chỗ nào. Cái việc cung lừa trên dốc đứng và tưới thì siêu giác cung lừa hit mà. Màu ba đang có ý định gì vào đây. Họ gì thì mình lại én thôi. Tếu đang tầm này đang hồi, họ ôm tủ Hoàng Mai Nhi thì Tếu lại hồi. Mà ôm Tếu thì Hoàng Mai Nhi lại hồi. Cứ đến đây thì mình lại én ôm dân vác ra mình té thôi. Tham lao đang giữ vào con dân kia, sao nó phi được trong rừng nhỉ? Ảo thật. À, tầm này màu ba lại bay nhà thôi. Tham lai quýt đang là 21. Tếu nào. Tham lai là 41 rồi, bên họ cứ ôm nhà này, bên mình nhà này kia nở. Làm sao mà mình có thể ôm được cả hai nhà được khi một nhà trên 6 giờ, nhà 9 giờ. Bách đi. 39 kìa, anh mất tham đâu rồi anh Bách ơi. Mất tham đâu kìa. Bên kia thì họ đang là siêu đông cùng.
Tiêu nào, tham lại là 47/80. Quýt 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 để dân bay go nha, bỏ ba là... rất đông lạc đà cũng như là cùng rờ họ. Họ lại định ôm vào nhà Tiêu rồi này. Con này anh bách lại về hốc hồi được. Còn đang bắt tấn công này. Thấy trận vẫn chưa biết đâu một lần khi mà bên họ đang đông quân hơn bên mình. Vâng, màu 3 là muốn ốp vào tên này cơ. Hổ báo à, cung lờ mình là cung lờ AC rồi. Vâng. Tên này họ dám vào không nhỉ? Nào vào đây. Cố gắng lên nào. Hòa mới nhìn là xem anh hồi chưa. Cả hồi chưa nhỉ, lại về cái góc đúng rồi. Cứ họ cứ chém đây, mình lại hồi bên kia. Mà bên các cái thủ ta đã quay bên phía Game TV như là 6-9 như trong chóng luôn. Cứ ốp này thì nhà kia lại hồi, ốp này nhà kia hồi. Ở Tây ốp này chắc khả năng đang bị ốp rồi khi mình thấy họ mà nhìn đang rất là dễ thở và họ nhìn thấy lượng quân của bên họ đang rất là đông đây, bắt tay với những nhà chém nào. Ở tên này khả năng không đéo được đâu, lại én thôi. Mình cứ bắn được rỉa thế nào mình rỉa vào mùa đang chuyển sang sọc giấy nhá. Và màu 3 tầm này hết cung là khả năng là đỡ tươi, nếu màu 3 hết cung là đỡ tươi luôn. Ông như Tiêu quyết định là én tới này rồi. Họ là muốn quầy quầy bắt Tiêu này. Để ý nào. Cứ sửa thôi, cứ cố sửa thôi. Bỏ lên chơi đi, bỏ bắt tay, bỏ bắt tay đi. Rồi bỏ bắt tay là giết nào. Bỏ tôi én rồi, én rồi. Họ vào bị én rồi. Về đó là rất độc chéo rồi này. Họ cứ vào mình là én. Người họ là một thế lực rất là tham lam, càng đánh càng đi với mình. Cứ ốp Tiêu thì toa mới nhìn lại hồi. Tham lam nhìn lại là 56/116. Chạy chạy ngược lên kia, đừng chạy về đây, chạy về đây họ lại ốp vào mới nhìn luôn. Vâng. Chạy rồi anh, chạy rồi anh về nhà một thủ. Anh về nhà một thủ, anh Bách ơi. Về nhà một thủ thôi. Bên họ là rất đồng quần nhá. Thật ra khi quýt với anh Xin Bằng đi quản xem họ còn dân không, sợ họ còn dân. Tham lai, ơ, tham lai Xin Bằng đang là 34 này. Quýt nào, tham lai 22 này. Vào bá hết quân rồi, vào bá hết quân rồi. Vào bá chỉ còn 4 cung thôi này. Khi quýt chém nốt rồi, bóng bị phát hiện khoảy ruộng đập, đáng ấm. Đây cái ruộng của vào bá rồi. Màu 3 lại chạy nhà tiếp trận nữa. Trở về chủ lực chúng ta nào. Mà mình nhìn tham lai là 6-7. Tầm này tham lai của họ mình có thêm bản đồ đây. Đầu máu rồi. Trong bác 3 giờ anh Bách ơi. Trong bác có 3 giờ ấy. Cái tân cung đấy mình cho bác 3 giờ được. Màu 4 là màu 4 là màu 4 ra bản đồ anh Bách ơi. Cái gì màu 4 ra bản đồ kìa. Lạc đà của anh nọ. Ui lạc đà bàn đồng lắm nhá. Tầm này khi rúi tất cung vào trong, đóng tất nhà cứng lại. Khi màu 3 tầm này không có cung đâu. Họ toàn là chém thì họ vào cái gì không này nhỉ. Tiêu nào, tam lai chỉ còn là 15 thôi. 14 của Quýt. Vâng, 40 của Xi Măng. Bạn thật đông đặc đà thế nhờ. Hay là bạn vẫn còn cơ sở đâu đấy. Sao mà nó vẫn còn cơ sở đâu ấy. Sao càng ngày càng đông đặc đà này. Nhìn nào, tham lai mình đã to cái bản đồ rồi. Còn này Quýt cứ dọc cóc 3 giờ một quả thôi. Vâng, chỗ kia có cần cái E đâu anh nhỉ? Chỗ BA ấy, có khi cho thêm cái E nữa, cho thêm cái BC nữa đấy cho cứng hẳn. Khi màu 3 tầm này họ không có quân. Đang Quýt nào, vẫn đấy lại bắt được dân màu 3 này. Thằng lại vẫn là màu 6. Thằng lại vẫn là 16/36.
Không biết họ hồi đâu nhỉ, khi mình thấy. Đây 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 đây, anh đi thẳng là ra anh Bách. Anh Bách đi cái tôi công ngoài đấy, đi thẳng ra là gặp cái thủ quan xi măng. Đó, bắt được tới, nó đi sai rồi. Vâng, hay quá, trận đánh rồi. Bên họ xoay như trong chóng luôn.